Xin giới thiệu với anh em, đây là rất nhiều cái cụm tăng tổng này. Đấy. Đây là cụm tăng tổng transit này, Atit này, Atit này, Mazda 6 này, Mac Sprinter này, Innova này, Civic này, Camry này. Đấy. Camry Mỹ này, đơn này, Nissan này, Civic này, Kép này, CRV này. Đấy, van hàng nhiệt, mọi loại xe nhá. Rất nhiều cái van hàng nhiệt đấy. Cả đây nữa. Đây. Tăng cam đối trọng 1 tấn này. Tăng cam 1 tấn này, tăng tổng Innova này. Tăng tổng Nu này, Tucson Karen này. Nu Tucson Karen này. Đấy. Rất nhiều loại. Rồi cụm bơm xăng cũng nhiều loại lắm. Rồi các loại vòng bi chân máy. Vòng bi các loại chân máy. Doang đại tu. Chân máy. Chân máy rất nhiều. Doang dàn cò bè mưa. Anh em cần gì thì cứ liên hệ nha. Các loại củ quạt này. Quạt Atit, Vios, các loại đầy đủ hết nha. Cola, củ nhỏ có hết nha. Đấy. Rồi. Hôm nay mình xin giới thiệu đến đây thôi. Còn hôm khác có những thời gian mình sẽ giới thiệu tiếp nha. Xin chào mọi người.